sống hôn nhân nó lấy đi nhan sắc và tuổi tác của người đàn ông anh ạ. Ngày xưa em đẹp trai lắm. What? Trời, cái hồi chưa lấy vợ em trắng trẻo đẹp trai, và em hồi đó em còn làm người mẫu mà. Trời ơi, cái gì đây? Vẫn đi qua bên châu Âu, người kia em đi show chứ. Mà từ hồi lấy vợ là mỗi lần gửi show là người ta từ chối hết luôn. Tại khi mà mình có vợ và có con rồi, mình thức đêm thức hôm lo cho vợ cho con thì bắt đầu nhan sắc nó tàn phai thôi. Em đi lên mấy cái trang báo về thời trang châu Âu á, là những năm khoảng độ cách đây gần 10 năm về trước, là anh có chụp mấy bộ ảnh á. Lúc đầu vợ em gặp mà em là cũng là một chàng trai quê lúa và xấu đau xấu đớn luôn mọi người ạ. Nhưng mà cuối cùng chính vì cái xấu đấy là cái ấn tượng, và từ từ mình xấu ở bên ngoài nhưng mà mình đẹp ở bên trong. Nói chung là nhan sắc chỉ là cái bước đầu thôi. Thật sự là hai người là có cái nét là giống cái mũi. Còn anh thì xấu, còn vợ anh thì không xấu bằng anh được. What the hell? Nhưng mà đấy là cũng là một cái duyên đó, kiểu như là gặp nhau đấy, vợ chồng là đôi khi là có những nét giống nhau và tự nhiên có cái duyên rồi gặp nhau. Đó là đâu phải ai là nét mặt phu thê cũng lấy nhau đâu, anh là cũng có nét mặt phu thê và với lại Ngọc Trinh. Có nét mặt phu thê và với lại Ngọc Trinh. Nhưng mà cuối cùng là đâu có duyên đâu. Em là có tiếng nói trong gia đình nhưng mà tiếng nói không có giá trị anh ạ. Tiếng nói không có giá trị anh ạ. Không, tiếng nói thì mất nhưng mà cái tai của chúng ta sẽ hoạt động, bởi vì suốt ngày nghe những lời của vợ, những lời góp ý, những lời răn đe và đôi khi có cả những lời dạy bảo nữa. Trời ơi, bảo tắc thế. Nói chung là cái đường miệng nó kém thì cái đường tai nó sẽ phát triển em ạ. Mặc dù vợ em ấy rất là mạnh mẽ, có thể là không hài lòng chửi em xa xả, nhưng em biết là trong những cái lời chửi đó trong tâm rất là thương em. Và mặc dù mồm mình chửi vậy thôi nhưng mà sẵn nước mắt có thể là chuẩn bị chảy ấy. Cho nên là em này cứ chịu đựng lắng nghe thôi. Chẳng cãi lại là cái gì. Giống như là mình mua cái gì cũng không hài lòng hết á. Nhưng mà mình không mua thì lại chửi, sao anh không tặng quà cho em. Mà mình là đàn ông mà mình đâu có biết hết được về những cái mà đồ của phụ nữ đâu. Không thể nào mà bắt đàn ông ví dụ như là cũng phải nhậu một chút xíu. Bởi vì lâu lâu phải gặp bạn bè rồi ngồi tâm sự với nhau để cho nó thoải mái. Giống như kiểu là mình đi giải quyết này kia thì nó ra bia. Còn đây là nhậu vào là anh dùng nước mắt. Đúng rồi, xỉn thì nhiều khi là mình mệt quá. Nhưng mà cái vợ em mà xỉn mà kêu mà anh xỉn anh về nha, là em cũng nằm trên bài cỏ, sáng hôm sau mở mắt là thấy trời sáng rồi, chứ không có vợ em ta lấy đâu. Nhìn ở đâu mà khóc vơi sầu. Cái cảm giác nó cũng rất là thú vị và rất là lạ với Khoa. Bởi vì trước giờ Khoa chưa bao giờ làm MC một chương trình mà liên quan tới hôn nhân, liên quan tới đời sống của các cặp vợ chồng. Cái lúc mà nhận được lời mời ấy thì cũng hơi lo, bởi vì là mình cũng chưa làm với cái chủ đề này bao giờ. Nhưng mà dù gì thì suy đi nghĩ lại thì dù gì mình bây giờ cũng làm bố rồi, làm chồng rồi, và cũng đang trong cái cuộc sống hôn nhân thì cũng có những kinh nghiệm rồi. Giống như ngày xưa này trai tơ thôi, còn non nớt trong suy nghĩ, nhưng bây giờ thì mình phải lớn hơn, mình phải lo cho gia đình, lo cho vợ cho con hơn. Thì hy vọng là những cái kinh nghiệm đấy cũng một phần nào đó giúp mình dẫn chương trình này tốt hơn và kết nối được các cặp vợ chồng, có những câu chuyện mà mình có thể chia sẻ và san sẻ một phần nào đó với tất cả cặp vợ chồng những chương trình này. Và bản thân Khoa khi dẫn chương trình này thì mình cũng rất là cảm ơn chương trình đã mời Khoa làm MC chương trình này, để từ đó mình có những kinh nghiệm hơn, mình biết lắng nghe hơn, để mình áp dụng vào cuộc hôn nhân, chính cuộc hôn nhân của mình, để mình làm sao giữ mái ấm gia đình và hai vợ chồng hiểu nhau hơn. Thật sự là có rất nhiều những tật xấu, ví dụ của các ông chồng thì Khoa cũng có, và tật xấu của những bà vợ thì vợ Khoa cũng có luôn. Nói chung là cuộc sống hôn nhân gia đình mà ai không ai hoàn hảo hết. Chỉ mong rằng mọi người thấu hiểu nhau, cho nhau yêu thương cái tật xấu của nhau thì sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Hãy Đoán Đi Gương Mặt Phu Thê Khoa Đảm Bảo là một chương trình vô cùng hấp dẫn với rất nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn hạnh phúc, rồi thậm chí còn có cả giận nhau nữa. Vì vậy các cặp vợ chồng ơi, trong thời gian dịch này mọi người ở nhà hãy đăng ký tham gia chương trình này để chúng ta có một cái cơ hội yêu thương gắn kết, rồi có cơ hội được chia sẻ với nhau, được lắng nghe nhau và được thấu hiểu nhau nhiều hơn. Các cặp vợ chồng ơi, hãy chờ đợi gì nữa, đăng ký ngay chương trình Hãy Đoán Đi Gương Mặt Phu Thê thôi nào. Em cũng chuẩn bị đăng ký cho vợ em chơi luôn đấy. Chương trình Hãy Đoán Đi phiên bản Gương Mặt Phu Thê phát sóng vào lúc 21:15 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9, 21:30 cùng ngày trên hệ thống MCV Network.